Ngày 3 tháng 5, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại trường tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương, huyện Lan Chánh, tỉnh Thanh Hóa, khiến 6 người thương vong. Vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng ngày 3 tháng 5, trong thời gian nghỉ chuyển giữa tiết 1 và tiết 2, đối tượng Đỗ Mạnh Chiểu Minh, sinh năm 1994 đã cầm dao xông vào trường tiểu học Đồng Lương và đâm nhiều người. Vụ việc khiến một em học sinh lớp 5 tử vong, bốn em khác cùng một giáo viên bị thương và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện lực lượng, lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Minh để điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Lan Chánh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thanh Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi đồng viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân tử vong.